Cụ thể, đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc thuốc viên nén bao phim Rose 150, số lô B868, hạn dùng ngày 5 tháng 6 năm 2015, số đăng ký VN1393511. Thuốc do Ấn Độ sản xuất, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dược phẩm Trung ương 2 nhập khẩu, do thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan. Thuốc Rose 150 có chỉ định dùng đường uống, điều trị nhiễm trùng hô hấp, nhiễm trùng tai mũi họng, nhiễm trùng sinh dục, nhiễm trùng da và mô mềm. Loại thuốc thứ hai là thuốc ho Quảng An cao chỉ khái mắt phổi, dạng chai 120 ml, số lô 0103013, hạn dùng mùng 3 tháng 3 năm 2015, số đăng ký VND469905. Cơ sở sản xuất thuốc y học cổ truyền Phú Đức thành phố Hồ Chí Minh sản xuất do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu tỉ trọng và chỉ tiêu cặn sau khi bay hơi. Loại thuốc thứ ba là thuốc hồng huyết tố, công dụng bổ máu, trị đau lưng nhức mỏi Dạng chai 250 ml, số lô 292012, hạn dùng tháng 3 năm 2014, số đăng ký V1558H1210. Cơ sở y dược học cổ truyền dân tộc Nguyễn Minh Chí, thành phố Hồ Chí Minh sản xuất do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu cạn sau khi bay hơi.